Hay đấy. Đấy, sương sương vậy thôi. Anh em thấy môn toán quan trọng như nào trong cuộc sống của chúng ta chưa? Mà áp dụng môn toán như thế nào? Hello con, chào con. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rồi con nhá. Hello Khánh Giang, chào con. Duy Sang này, Đức Long, Thành Danh, Uyên Trinh, Minh Toàn, Đức Tài, Phúc Nguyên, Tiến Dũng và Trâm Anh, chào con nhá. Con ơi, thầy cho mình sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Chắc chắn rồi, với một bài quiz đầu buổi học con ơi. Thầy sẽ gửi cho con bài quiz đầu buổi học nha. Con chờ thêm chút xíu để thầy mở nha. Chúng ta sẽ bắt đầu với một bài quiz ngắn thôi, 5-10 phút thôi. Đó. Thầy sẽ gửi cho con link quiz ở phần chat con nhé, ở phần chat. Con vào giúp thầy link quiz màu xanh ở phần chat con ơi, phần chat. Đó, có một link quiz á. Thầy cũng sẽ gửi cả link quiz ở trong nhóm Zalo nữa để bố mẹ và con vào quiz dễ hơn nhé. Rồi, con vào giúp thầy link quiz nào. Thầy thấy Duy Sang này, Đức Long này, Toàn này, Tài này ở trong quiz gì rồi. Còn một vài bạn chưa vào, con vào giúp thầy với nha. Thầy đang gửi link quiz ở trong nhóm Zalo nữa để cho bố mẹ và con vào dễ hơn đây. Có Trâm Anh cũng đã vào quiz rồi này. Con bấm vào đường link màu xanh ở phần chat nhé. Đường link màu xanh ở phần chat con ơi. Rồi, có một vài bạn chưa vào, con vào giúp thầy với nào. Thầy gửi cả link quiz ở trong phần nhóm Zalo lớp 4A của thầy cho mình rồi nhé. Có Khánh Giang rồi này. Dũng ơi, con vào quiz giúp thầy nhé. Một vài bạn nữa con ơi. Trong lúc con vào quiz thì thầy cũng sẽ điểm danh qua một chút xem lớp mình còn đang vắng bạn nào nha. Nhưng mà thầy thấy khá là đông đủ đó. Thầy đã thấy có Khánh Giang, Duy Sang rồi này. Khánh Giang này, Duy Sang này, Đức Long, Thành Danh này, Đức Long, Thành Danh, Uyên Trinh và Minh Toàn, Uyên Trinh và Minh Toàn, Đức Tài và Phúc Nguyên rồi này, Đức Tài này, Phúc Nguyên này, Tiến Dũng và Trâm Anh, Tiến Dũng và Trâm Anh, lớp mình còn thiếu Hữu Thanh thôi, thiếu mỗi Hữu Thanh thôi. Ok, con đã vào khá là đầy đủ rồi. Thế thấy có Thành Danh, Khánh Giang này. Dũng ơi, Dũng con vào quiz giúp thầy với. Đường link quiz ở phần chat đấy con. Đường link quiz ở phần chat được class in. Con ấn vào đường link đó. Sau đó là con sẽ điền họ tên của mình để tham gia phòng quiz cùng các bạn nhé. Rồi, các con sẽ có 5 đến 10 phút để làm bài quiz này. Bắt đầu nào. Let's start. 5, 4, 3, 2, 1, go. Cố gắng vươn lên vị trí top 1 để đạt được 5 cúp, top 2 để đạt được 3 cúp và top 3 đạt được 1 cúp nha.
Ok con ơi, thầy đã nhận được kết quả con rồi. Top 1 đã thuộc về Đức Long, Duy Sang và Toàn con. Top 1 thuộc về Đức Long, Duy Sang và Toàn. Chúc mừng ba con đã đạt được 5 cúp con. Đức Long, Duy Sang và Toàn. Rồi, chúc mừng vị trí top 2 đó là Tài đó. Tài đã được đạt được 3 cúp của bài quiz này. Chúc mừng Tài. Đâu rồi? Tài đâu rồi? Tài đây. Tài chỉ nhầm mất đúng một câu thôi, đúng không? Trâm Anh và Khánh Giang đã đạt được vị trí top 3, đúng không? Chúc mừng hai con đạt được một cúp của bài quiz này. Rồi, ok con ơi, thầy cho mình sẽ tạm gác quiz lại lại nhỉ. Thầy cho mình sẽ tiếp tục với tài liệu này con nhá. Để thầy xem nào. Có cái gì đây nhỉ? Để nha. Để thầy mở tài liệu nhé. Lớp 4 này. Con dở giúp thầy con ơi, tài liệu bản số 6 con ơi, tài liệu bản số 6, trang số 234. Con nhé, tài liệu bản số 6. Tài liệu bản số 6 trang 234. Đây con ơi. Con dở giúp thầy trang này. Đó, thầy sẽ thu nhỏ lại một chút xíu, nó bị to quá. Tài liệu bản số 6 trang 234. Đó. Và chắc chắn rồi con ơi, thầy trò mình đồng hành cùng chúng ta sẽ luôn có cỗ máy may mắn, đúng không? Và cỗ máy rung chuông vàng, đó, hai cỗ máy sẽ luôn đồng hành cùng chúng ta. Đó. Và như thường lệ thì thầy sẽ nhắc lại một chút, đúng không? Liên quan đến nội quy của lớp học này, thầy nhắc lại một chút xíu nha, ngân. Đó, là chắc chắn rồi, khi vào lớp thì con sẽ chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ học tập này, thiết bị máy tính này, đúng không nào, bút vở này, giấy nháp này, đúng này. Đó, và quan trọng là phần gọi tên, đúng không nào? Ở mỗi câu hỏi thì thầy sẽ gọi phát biểu 3 đến 4 bạn trả lời, bao gồm có một bạn rung chuông nhanh nhất, một bạn nhờ cỗ máy may mắn gọi ngẫu nhiên, và một đến hai bạn đang có số cúp ít nhất ở trong lớp. Những bạn đang có số cúp ít thì sẽ có quyền ưu tiên được gọi trả lời câu hỏi. Đó. Và bạn nào đã rung chuông nhanh nhất ở câu hỏi hiện tại thì sẽ nhường quyền rung chuông ở câu hỏi tiếp theo cho các bạn khác trong lớp nhé. Ngân. Đó. Rồi, và dưới đây là một số các quy định khác thôi. Ngân không có gì. Rồi, xuống dưới này con ơi. Thầy cho mình sẽ đến với trang 234. Right. Multiplication and division equations. Ngân. Phương trình có phép nhân và phép chia. Ngân. Phương trình có phép nhân và phép chia. Rồi, rất đơn giản thôi, mấy phần này thì đại loại này cũng dễ nên thầy sẽ lướt qua thật nhanh. Thầy ví dụ cho con nha, thầy nói sơ qua một xíu. Ví dụ đây là một phương trình con này. Con này, solve 4 times n is 12. Con dễ dàng tìm được n bằng 3, đúng không? Không khó đúng không? Đó, thế. Và cái phương trình này thì có thể được minh họa bằng hình vẽ như này con này. Đấy, có thể được minh họa bằng hình vẽ như này. Ở đó số 12 thì họ biến thành 12 cái chấm tròn màu vàng. Số 4 thì minh họa thành bằng 4 cái cốc, đúng không? Đó. Và chữ n ấy, chữ n là minh họa cho số lượng cái hình tròn màu vàng được chia đều vào trong mỗi cốc. Đó, trong mỗi cốc. Đó, thì con thấy rằng là chúng ta sẽ chia 12 hình tròn màu vàng thành 4 nhóm. Còn mỗi nhóm có 3 ba cái nữa, 3 hình. Đó, và đặt vào trong các cốc thôi. Vậy n bằng 3. Đúng nhỉ? Thì đây là hình vẽ minh họa cho cái phương trình đó. Rồi phần này dễ quá nên tính lực quá nhanh phần này con ơi. Thầy cho mình sẽ đến với trang số 236 luôn con ơi, trang 236. Solve equation mentally. Đó, mentally là kiểu như là giải tức là chúng ta tính toán dựa theo cái khả năng gọi là tính nhẩm đúng nhỉ? Đó, tính nhẩm hoặc là tính thủ công ấy con ạ, tính thủ công. Đó, tức là không dùng máy tính ấy con ạ. Đó thì gọi là mentally. Đó, đây con ơi, xuống dưới này. Thầy cho mình sẽ làm bài này con ạ. À, bài này là ví dụ thôi con nhỉ. Rất đơn giản thôi. Kelly is planting tomatoes. She has 3 rows of plants with a total of 15 tomato plants. What is the number of tomato plants in each row? Rồi, sẵn sàng con ơi. Bạn Kelly, bạn ấy trồng cà chua đúng không nào? Bạn ấy có 3 hàng cà chua với tổng cộng là 15 cây tất cả. Vậy số lượng cây cà chua ở mỗi hàng là bao nhiêu? Xin mời rung chuông con ơi, xin mời rung chuông.
Đó là Duy Sang. Xin mời Duy Sang. Con ra là mấy giờ Sang ơi? Sang ơi, con mở mic đi con. Em thưa thầy là năm ạ. Theo Sang là 5. Xin mời cậu máy may mắn gọi tên của bạn nào. Xin mời cậu máy may mắn. Gọi tên Tiến Dũng. Xin mời Dũng. Dũng ơi, con mở mic đi con. Con nút mở mic đi con. Vâng. Dũng làm mấy con nhỉ? Mỗi hàng thì có mấy cái cây cà chua nhỉ Dũng nhỉ? Thầy là năm ạ. Theo Dũng là 5. Xin mời bạn đang có số cúp ít, đó là Phúc Nguyên. Phúc Nguyên và Uyên Trinh. Phúc Nguyên và Uyên Trinh con ơi, con ra bao nhiêu với con? Phúc Nguyên và Uyên Trinh. Phúc Nguyên ơi, Trinh ơi, con ra bằng bao nhiêu đấy con? Mấy nhỉ? Mấy nhỉ con nhỉ? Năm. Cái gì nào? Phúc Nguyên ra là 5. Trinh ơi, Trinh con ra là mấy con? Năm. Ok, xem nào. Rồi, ok, xem đúng năm không nào. Thế, rất đơn giản đấy con nhỉ. Uyên Trinh cũng rất là bằng năm đúng không? Thế xem đúng năm không nào. Alright, we have 15 tomato plants. And 15 tomato plants divided into 3 rows. Alright, so each row, there are 15 divided by 3 equals 5. Đúng không? Chính xác, 5 nhỉ con nhỉ. Chúng ta có 5 cây ở mỗi hàng. Đúng rồi, chúc mừng Duy Sang, cảm ơn con. Chúc mừng Tiến Dũng, chính xác. Phúc Nguyên và Uyên Trinh, cảm ơn con. Câu tiếp theo nơi, đó là câu ở dưới này con này. Trang 260, trang 2, 237 con này, trang 237. Question 3. À, cái này là ví dụ thôi. Phần này có lời giải dưới rồi con nhỉ. Có 5 người đi câu, thầy nói nhanh thôi. Có 5 người đi câu cá con. Họ bắt được số lượng cá bằng nhau. Mỗi người bắt được số lượng cá bằng nhau. Tổng cộng là có 30 con cá tất cả. Đó. Hãy viết phương trình để tìm xem có bao nhiêu cá, có bao nhiêu con cá mỗi người bắt được. Rất đơn giản thôi con nhỉ. Thế con này, phương trình ấy, equation, phương trình là như nào con này? Thì ví dụ nha, chúng ta gọi chữ F này, gọi chữ F là số lượng cá bắt được mỗi người. Đó, F là mỗi người bắt được F con cá. Vậy chúng ta sẽ có một phương trình là 5 nhân F bằng 30. Ở đó F là số lượng con cá bắt được của mỗi người. Alright, 5 times F is 30. Alright, so F is 6. Đó, F bằng 6. Đúng không nào? Dễ dàng con tìm được F bằng 6. 30 chia 5 bằng 6. Đúng không nào? Mỗi người bắt được 6 con cá. Đúng không? Thì cái dòng 5 nhân F bằng 30 ấy con ạ. Đó được gọi là một phương trình, equation. Phương trình là có hai biểu thức bằng nhau, được kết nối với nhau bởi dấu bằng. Đó, bên phải bằng với bên trái. Được không? Rồi xuống dưới này con ơi. Thì chúng mình sẽ làm bài số 4. Alright, question 4, this one. A number, right? A number times 4 equals 36. What is the number? A number times 4 equals 36. What is the number? Xin mời rung chuông con ơi, xin mời rung chuông. Và đó là Uyên Trinh, xin mời Trinh. Dạ, chào thưa thầy là bằng 9 ạ. Theo Trinh là bằng 9. Theo Trinh là bằng 9. Xin mời có máy vi thần may mắn. Gọi tên đó là Phúc Nguyên. Xin mời Phúc Nguyên.
là nhất. Trong ở năm một y mấy nhỉ Nguyên nhỉ? Nguyên ơi, con ra mấy con? Rồi, xin mời bạn đang có số cúp ít đó là Thành Danh. Xin mời Thành Danh con ơi. Thành Danh và Khánh Giang con ơi. Thành Danh và Khánh Giang con ơi. Em ra bằng 9 thôi ạ. Theo Thành Danh là bằng 9. Khánh Giang và Phúc Nguyên đây con ra mấy đấy con? Rồi, rất đơn giản thôi con nhỉ. Đây rồi. Theo Dũng cũng là bằng 9. Chúng ta thấy cũng không nào. Đề bài nói rằng là một số nhân với 4 thì bằng 36. Hỏi số đó là số nào? Đó chắc chắn là bằng 9 rồi. Right, the number is 36 divided by 4 equals 9. Chính xác, cảm ơn con. Rồi. Câu tiếp theo nơi đó là trang 238. Trang 238. À đúng rồi con ơi, có một điều nữa thầy phải nói với các con là bố mẹ các con nhờ thầy chuyển lời đến các con là bố mẹ dặn là các con nhớ mở camera. Để khi bố mẹ xem lại video bài giảng, bố mẹ sẽ thấy con mở camera nhé. Bố mẹ dặn nhờ thầy nhắc các con đấy. Câu 18 con ơi. Đây câu 18 nè. Alright, question 18. A number multiplied by 11 equals 33. What is the number? Xin mời cô máy vị thần may mắn. À, cô xin mời rung chuông con ơi, xin mời rung chuông. Và đó là Đức Tài, xin mời Tài. Theo con là 3. Theo Tài là bằng 3. Theo Tài là bằng 3. Xin mời cỗ máy vị thần may mắn.